mờ lem như thế nào ở cái đôi gò bồng đào của chị em để chị em có một khoái cảm tuyệt vời nhất trong quá trình trả bài. Mọi người đều biết là đôi gò bồng đào tập trung rất nhiều dây thần kinh, đặc biệt là cái phần nhị hoa của chị em. Trời đất ơi, cái chỗ đó mà được các anh chạm đúng điểm thì chị em chúng em sẽ tan chảy. Và chắc chắn là cái miệng dọc của chị em không bao giờ ít nước các anh ạ. Nhưng có rất nhiều anh chia sẻ với Quỳnh như thế này: anh thì anh làm theo bản năng lắm, tức là anh hay dùng môi, anh giật rồi anh kéo. Trời đất ơi, em nghe đến đây em tưởng tượng như các anh đang như là những em bé vậy. Như thế thì rất là tổn hại cho chị em. Trong clip ngày hôm nay, hãy cùng em Quỳnh tìm hiểu phương pháp mờ lem như thế nào để đôi gò bồng đào của chị em vẫn giữ được một cái khuôn hình rất là ngon nghẻ và chị em vẫn đạt khoái cảm nhá. Đầu tiên này, để nói về sử dụng cái chỗ nào để có thể dạo thì chắc chắn là miệng và tay rồi. Tay của các anh sẽ phải dạo chơi trên cái đôi gò bồng đào đó. Ở tay nóng ấm chị em trên da thịt mơn man thì chị em sẽ cảm nhận được luôn là cái độ ấm áp nó đang đi len lỏi vào từng tế bào của vòng 1. Rồi sau đó tiếp đến là anh hãy dùng mũi của mình thở một hơi thở thật là mạnh, ấm áp vào. Thì chị em lúc đó nhá, đã bắt đầu cảm thấy là chân không chỉ mỗi vòng 1 đâu mà chân tay đã bắt đầu rùng rợn lên rồi. Tại vì lúc đấy đã rất là thích rồi. Tiếp đến là anh hãy dùng đôi môi nóng ấm của mình đi trực tiếp từ chân núi lên trên đỉnh núi, và đặc biệt là hai phần nhụy hoa của chị em. Trời đất ơi, chỗ đấy tập trung rất nhiều dây thần kinh các anh ơi. Và chỗ đó các anh hãy dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng, di di nhẹ nhàng, day day nhẹ nhàng cho em. Đừng giật nhá, đừng tưởng đấy là một cái dây cao su mà giật như thế chị em sẽ rất là đau. Mình di nhẹ nhàng. Rồi đến cuối cùng, mình dùng cái lưỡi ấm nóng của mình, thêm một chút nước miếng vào đấy nữa. Mình di nhẹ, trời đất ơi, mình có thể day theo đường day hoặc mình xoay tròn. Thì đảm bảo luôn với các anh là các chị em chỉ có tan chảy thôi. Mà mới dạo đầu ở cái vòng 1 thôi mà các anh đã làm được như thế rồi. Các anh dạo thêm xuống cái phần dưới, cái vùng tam giác vàng cho em, thì em đảm bảo với các anh luôn, cái cuộc yêu đấy không bao giờ dừng lại ở một lần lên nóc. Nhưng đối với chị em mà khi các anh dạo đầu tốt như thế rồi, các anh dạo đầu mềm dẻo như thế rồi mà vào cái phần thâm nhập vào đường hầm tình yêu của các chị em mà các anh lại bị chớ sớm nhanh ra, hoặc các anh lại bị cái tình trạng gọi là cướp cò, thì chị em gọi là rơi từ trên đỉnh núi rơi xuống các anh ạ. Tại vì dù các anh có dạo đầu giỏi như thế nào thì chị em chúng em bên trong đường hầm tình yêu vẫn cần một cái thời gian vừa đủ. Ít nhất nó cũng phải khoảng tầm từ 10 đến 20 phút các anh trai nhá. Nên mình có học thêm kỹ năng dạo thì mình cũng phải gia tăng thời gian của mình nữa. Gia tăng bằng cách nào? Bằng cách đó là sử dụng ngay một cái liệu trình cao aqua của nhà em Quỳnh thôi. Mình bôi bên ngoài thằng em, từ đó là nó sẽ làm giảm cái độ nhạy cảm của đầu thằng em và kéo dài thời gian trả bài cho anh lên trên 20 phút là chuyện hết sức bình thường, tác dụng ngay từ lần đầu tiên sử dụng các anh nhá. Và nếu như anh muốn mà mình đêm đấy mình chiến đấu 2-3 hiệp mình không mệt, cứng đét thì trước đó có thể ngậm thêm một viên kẹo đổi gió của nhà em Quỳnh nữa. Đây gọi là combo vàng trong làng trả bài, nên các anh phải liên hệ luôn hoặc nhắn tin cho em Quỳnh để em Quỳnh có thể hỗ trợ tư vấn và tâm sự với anh em nhà mình nhá.